Boris Johnson đã cố tình đánh lừa Quốc hội Anh, theo một cách chưa từng có đối với các vi phạm quy tắc tại văn phòng của ông trong thời gian phong tỏa COVID-19, một ủy ban cho biết hôm qua, trong một phán quyết đáng nguyền rủa, càng làm hoen ố cựu thủ tướng. Gần một năm trước, ông Johnson đã nói về việc giữ chức thủ tướng trong những năm 2030, nhưng ủy ban đặc quyền cơ quan kỷ luật chính của các nhà lập pháp cho biết hôm thứ Năm rằng, ông nên bị tước quyền tự động tiếp cận Quốc hội. Ủy ban cũng cáo buộc ông Johnson đồng lõa trong một chiến dịch lạm dụng và cố gắng đe dọa họ. Theo phong cách hiếu chiến điển hình, ông Johnson, người đã lãnh đạo đảng bảo thủ giành chiến thắng vang dội trong cuộc bầu cử vào năm 2019, đã bác bỏ báo cáo là dối trá và trò chơi đố chữ, đồng thời cáo buộc các thành viên ủy ban tiến hành một cuộc trả thù chống lại ông. Cuộc đối đầu sẽ chẳng giúp ích gì nhiều trong việc hàn gắn sự chia rẽ sâu sắc trong đảng bảo thủ và chỉ có thể gây thêm áp lực lên Thủ tướng Rishi Sunak, người nỗ lực cố gắng thúc đẩy nền kinh tế Anh đang bị lu mờ bởi bi kịch Johnson diễn ra. Bản báo cáo dài hơn 100 trang nêu chi tiết 6 sự kiện được tổ chức tại phố Downing, văn phòng và nơi ở của Thủ tướng. Chúng tôi kết luận rằng khi cố tình đánh lạc hướng Hạ viện, ông Johnson đã phạm phải một sự khinh miệt nghiêm trọng, ủy ban cho biết. Sự khinh miệt càng nghiêm trọng hơn vì Thủ tướng, thành viên cao cấp nhất của chính phủ, đã phạm phải. Chưa có tiền lệ nào về việc một Thủ tướng bị phát hiện cố tình đánh lừa Hạ viện. Ủy ban khuyến nghị rằng ông ấy không nên được hưởng quyền của cựu thành viên, điều mà cho phép hầu hết các cựu thủ tướng và các nhà lập pháp có quyền tự động tiếp cận Quốc hội. Quốc hội sẽ xem xét khuyến nghị của ủy ban vào thứ Hai. Khi được hỏi về kết luận của báo cáo, người phát ngôn của ông Sunak cho biết thủ tướng vẫn chưa đọc nó, nhưng ông tin rằng ủy ban đã tiến hành cuộc điều tra đúng cách và sẽ không đúng khi chê bai hoặc chỉ trích công việc đó. Ủy ban bao gồm 4 thành viên đảng bảo thủ và 3 nhà lập pháp đối lập đã bác bỏ lời bào chữa của ông Johnson rằng các cuộc tụ họp nằm trong quy định và rằng đó là trường hợp các cố vấn đã ủng hộ niềm tin của ông. Báo cáo nói rằng ông Johnson đã cố tình không trung thực khi cố gắng diễn giải lại các tuyên bố của mình trước Hạ viện, để tránh ý nghĩa đơn giản của chúng và điều chỉnh lại ấn tượng rõ ràng mà ông ấy định đưa ra. Báo cáo cho rằng nếu ông Johnson vẫn là thành viên của Quốc hội, họ sẽ đề nghị đình chỉ hoạt động tại Hạ viện trong 90 ngày. Ông Johnson đã từ chức khỏi Quốc hội vào tuần trước, sau khi xem bản sao trước của báo cáo, gọi cuộc điều tra là cuộc săn phù thủy, một lời chỉ trích mà ông đã đưa ra một lần nữa sau khi nó được công bố. Tôi đã tin một cách chính xác rằng những sự kiện này là cần thiết một cách hợp lý cho mục đích công việc. Chúng tôi đang quản lý một đại dịch, ông nói trong một tuyên bố. Ông cho biết báo cáo đánh dấu một ngày khủng khiếp đối với các thành viên Quốc hội, nghị sĩ và nền dân chủ. Ông nói, quyết định này có nghĩa là không có nghị sĩ nào thoát khỏi sự trả thù hoặc bị trục xuất với những cáo buộc bịa đặt bởi một nhóm thiểu số nhỏ muốn thấy anh ta hoặc cô ta rời khỏi. Ông Johnson cáo buộc ủy ban đã sử dụng sức mạnh thần bí để nhìn thấy những thứ mà ông chưa từng thấy ở phố Downing. Ông có nghĩa vụ phải cảm ơn những nhân viên đã rời đi hoặc vì công việc của họ đối với COVID-19. Ủy ban đã không chấp nhận sự bảo vệ của ông. Đảng Lao động cho biết báo cáo là đáng nguyền rủa. Thangam Debonair, một thành viên trong nhóm hàng đầu của đảng, cho biết, trong khi Rishi Sunak bị phân tâm với vở kịch dài tập đang diễn ra, mọi người đang kêu gọi sự lãnh đạo về các vấn đề quan trọng đối với họ. Một cựu phụ tá của ông Johnson cho biết bản báo cáo không làm được gì nhiều, ngoài việc xác nhận việc ông nghỉ hưu bán phần, từ nơi ông vẫn sẽ gây ảnh hưởng to lớn đối với đảng bảo thủ. Ông Johnson đã xin lỗi về hành vi của mình nhưng liên tục phủ nhận việc cố ý gây hiểu lầm cho Quốc hội, nói rằng ông đã nghe lời khuyên từ các trợ lý rằng văn phòng của ông đang tuân thủ các quy tắc. Nhưng cái gọi là Partygate đã đánh dấu khởi đầu cho sự kết thúc nhiệm kỳ thủ tướng của ông. Một cuộc nổi loạn trong đảng bảo thủ vào năm ngoái, khi các bộ trưởng đồng loạt từ chức, đã buộc ông phải tuyên bố từ chức vào tháng 7. Ông rời nhiệm sở vào tháng 9. Ông đã từ chức khỏi Quốc hội vào tuần trước, kết thúc thời gian của mình với tư cách là một nhà lập pháp được gọi là dự bị, người tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể trong đảng bảo thủ, mà đôi khi làm suy yếu quyền lực của Sunak. Họ cũng đã tranh cãi trong tuần này về danh sách vinh danh từ chức của cựu thủ tướng. Dưới đây là các sự kiện xung quanh cái được giới truyền thông gọi là Partygate theo dòng thời gian. Năm 2021, ngày 30 tháng 11, tờ Mirror đưa tin các bữa tiệc Giáng sinh đã diễn ra tại các văn phòng chính phủ, bao gồm cả số 10 phố Downing của ông Johnson. Từ tháng 12 năm 2020, các cuộc tụ tập như vậy đã bị cấm. Ngày 1 tháng 12, ông Johnson, khi được hỏi về bữa tiệc tháng 12 năm 2020, nói với Quốc hội, tất cả hướng dẫn đã được tuân thủ hoàn toàn trong điều 10. Ngày 7 tháng 12, ITV News xuất bản một video bị rò rỉ cho thấy nhân viên của ông Johnson nói đùa trong một cuộc họp báo giả về cách giải thích một cuộc tụ tập ở phố Downing. Ngày 8 tháng 12, ông Johnson nói với Quốc hội, tôi đã nhiều lần được đảm bảo kể từ khi xuất hiện những cáo buộc này rằng không có đảng phái nào và không có quy tắc COVID nào bị phá vỡ. Ngày 9 tháng 12, chính phủ mở cuộc điều tra về các vụ tụ tập bị cáo buộc. Năm 2022, ngày 10 tháng 1, ITV xuất bản một email do trợ lý hàng đầu của ông Johnson gửi tới hơn 100 nhân viên ở phố Downing vào tháng 5 năm 2020. Mời họ uống đồ uống giãn cách xã hội trong khu vườn số 10 và mang theo rượu của riêng bạn.
Ngày 12 tháng 1, ông Johnson nói với Quốc hội rằng ông đã tham dự một cuộc tụ họp vào ngày 20 tháng 5 năm 2020 tại khu vườn ở phố Downing và xin lỗi, nói rằng ông tin rằng, ngầm hiểu rằng đây là một sự kiện công việc. Ngày 14 tháng 1, văn phòng của ông Johnson xin lỗi nữ hoàng Elizabeth sau khi có thông tin cho rằng các nhân viên đã tiệc tùng đến khuya vào đêm trước đám tang của chồng bà, là hoàng tử Philip vào tháng 4 năm 2021, khi việc đi lại trong nhà bị cấm. Ngày 31 tháng 1, công chức cấp cao Sue Gray, người đứng đầu cuộc điều tra của chính phủ, công bố những phát hiện tạm thời chỉ ra những thất bại nghiêm trọng của lãnh đạo và lên án hành vi này. Ngày 12 tháng 4, cảnh sát đưa ra 50 khoản tiền phạt ban đầu đối với các cuộc tụ tập, bao gồm cả Johnson, vợ ông ta là Kerry, và sau đó là Bộ trưởng Tài chính Rishi Sunak. Ông Johnson bác bỏ lời kêu gọi từ chức. Ngày 19 tháng 4, ông Johnson xin lỗi trước Quốc hội và nói rằng ông không cố ý lừa dối họ. Ngày 21 tháng 4, các nhà lập pháp, bao gồm cả từ chính đảng của ông Johnson, ủng hộ một kiến nghị đối lập rằng các tuyên bố của ông dường như gây hiểu lầm cho Hạ viện và cần được điều tra bởi Ủy ban đặc quyền. Ngày 19 tháng 5, cảnh sát đưa ra 126 khoản tiền phạt liên quan đến 8 ngày khi các sự kiện được tổ chức tại phố Downing và văn phòng nội các. Ngày 25 tháng 5, Gray công bố những phát hiện đầy đủ của mình, không đổ lỗi cụ thể cho ông Johnson. Ngày 6 tháng 6, ông Johnson sống sót sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm của các nhà lập pháp thuộc đảng bảo thủ, nhưng phải đối mặt với một cuộc nổi loạn lớn, với chỉ 59% ủng hộ ông. Ngày 7 tháng 7, ông Johnson từ chức thủ tướng, sau một vụ bê bối khác liên quan đến việc bổ nhiệm một bộ trưởng bị cáo buộc có hành vi sai trái tình dục khiến hai bộ trưởng trong nội các phải từ chức. Ngày 15 tháng 7, Ủy ban đặc quyền yêu cầu nhật ký, email, ảnh và tin nhắn điện thoại di động từ văn phòng của Johnson như một phần của cuộc điều tra. Năm 2023, ngày 11 tháng 1, ITV đưa tin trong một podcast rằng ông Johnson đã nói đùa với nhân viên rằng đây là bữa tiệc không xa cách xã hội nhất ở Vương quốc Anh hiện nay. Ngày 3 tháng 2, ông Johnson nói trong một cuộc phỏng vấn, bất kỳ ai nghĩ rằng tôi cố tình tham dự các bữa tiệc vi phạm quy tắc phong tỏa ở số 10, và sau đó cố tình che đậy những bữa tiệc bất hợp pháp mà những người khác sẽ tham gia. Họ sẽ bị loại trong tâm trí của họ. Ngày 3 tháng 3, Ủy ban đặc quyền cho biết bằng chứng cho đến nay, cho thấy mạnh mẽ rằng việc vi phạm hướng dẫn là hiển nhiên đối với ông Johnson vào thời điểm ông có mặt tại các cuộc tụ họp. Ngày 22 tháng 3, trong một phiên điều trần công khai gay gắt, ông Johnson nói với Ủy ban rằng, thật lòng, ông không nói dối Quốc hội. Ngày 23 tháng 5, văn phòng nội các cho biết ông Johnson đã được báo cáo với cảnh sát về những vi phạm tiềm tàng hơn nữa đối với các quy tắc phong tỏa, điều mà ông phủ nhận. Ngày 9 tháng 6, ông Johnson từ chức khỏi Quốc hội sau khi nhận được thông tin chi tiết về bản báo cáo sắp tới từ Ủy ban. Ông ta gọi cuộc điều tra là một cuộc săn lùng phù thủy. Ngày 15 tháng 6, báo cáo được công bố. Báo cáo nói rằng ông Johnson cố ý đánh lừa Quốc hội trong nhiều trường hợp, và đề nghị ông bị từ chối quyền tự động tiếp cận Quốc hội, thường được cấp cho các nhà lập pháp trước đây. Ông Johnson gọi bản báo cáo là rác rưởi, dối trá, và trò đối chữ, đồng thời cáo buộc các thành viên Ủy ban tiến hành một cuộc trả thù chống lại ông. Theo Reuters, tôi là Nam Phong, đến từ kênh truyền thông X51. Cảm ơn các bạn đã xem bản tin.